UZ biết được ý đồ của bên phía T1 đó là muốn nhường lại sự tỏa sáng cho Zeus cũng như là owner. Họ đã bắt đầu cấm vào những con bài mạnh ở đường trên, bắt đầu với Twisted Fate rồi. Vẫn còn một lượt cấm nữa để cho hai bên cân nhắc. T1 nếu như họ thực sự muốn đánh mạnh lên cánh trên thì đây, cấm vào con Wukong này cũng là tương đối ổn để giúp cho những cái tình huống thăm hỏi sớm đến từ Xuyên nó sẽ bị hạn chế đi, với khả năng tấn công mạnh của Wukong đã bị loại bỏ. Vẫn còn đó là xin sao, như những gì mà anh Trung đã chia sẻ, để cho hai bên có thể cân nhắc với một đội hình cấu rỉa từ xa như là bên phía T1. Thì xin sao cũng là con bài tương đối ngại, thì để xem bên phía BOG có muốn lấy con bài này không, hay là họ sẽ tự cấm đi. Họ vẫn đang chờ đợi cơ hội, BOG vẫn đang chờ đợi cơ hội để có được một lượt cấm cực kỳ hợp lý. Và đúng là cho phải thật, họ là đội quyết định cấm Xin Giao. Có lẽ như họ đang nhìn vào và họ cảm giác Xin Giao bán nguyệt thương trong tay của Xuyên nó sẽ có một giới hạn nhất định. Tức là bạn xài xong thì cái sải tay của Xena với con Koki nó vẫn đủ dài, một hồi sau nó vẫn bắn, nó vẫn rỉa được, cho nên họ cảm giác nó không phải là phương án tốt. Ngược lại, nếu như Xin Giao đầu tay owner nó sẽ hiệu quả hơn, tại vì sát thương đến từ BOG nó có một cái tầm nhất định và nó không đủ sức để có thể đưa cái giới hạn của bán nguyệt thương nó trong một tư thế khó. Cho nên quyết định là cấm Xin Giao là hợp lý. Và T1 ngay lập tức có được một Kassante để gắn được vào đội này, một đội hình khá là lâu. Đây là một đội hình bạn cần một khối lượng thời gian rất lớn để phát triển được nguồn sức mạnh về khả năng chống chịu, về khả năng cấu rỉa và cái sải tay. Như vậy là T1 đã đưa ra rõ ý đồ của họ, họ sẽ lấy macro để đè lại khả năng đánh tay đôi cực kỳ mạnh mẽ đến từ BLG. Thì để xem bên phía BLG có muốn nhận kèo hay không đây, hay họ sẽ đọ macro luôn. Thì có vẻ sẽ là những động thái muốn chơi tấn công đến từ BLG, khi mà họ nhận ra không còn Twisted Fate nữa, không còn những mối đe dọa của đường trên. Khi mà Kassante đã lộ ra thì BLG ngay tức khóa vào, đó là Vayne dành cho Bin. Nhưng ở lần gần nhất Bin sử dụng Vayne thì đó không phải là ván đấu thành công lắm. Để xem ngày hôm nay anh ta có thể chuộc lỗi với con bài này không đây. Đó là lý do tại sao mà cái BO5 của BOG lại 5 ván. Tức nghĩa là họ cảm giác là đó là cặp trận đấu mà cái tỷ lệ thắng của họ khá cao rồi. Cho nên họ muốn chọn những sự lựa chọn mà họ có thể thử ở trong cái ván thi đấu, trong cặp trận đấu này. Và họ đúng với câu chuyện đó, họ đã có Vayne, đã từng thử của Bin. Cho nên bây giờ khi mà Bin quay trở lại với con tướng Vayne này thì ít nhất anh ta đã có kinh nghiệm ngay từ đầu. Anh ta sẽ không hề lo sợ là mình sẽ bị những cái áp lực kiểu đó quá lớn. Bây giờ chỉ có một cái mà anh ta sẽ cần phải suy nghĩ là làm sao để đối đầu với những cái kèo đổi đường đến từ các thành viên T1. Đây là điều chúng ta có thể nhìn thấy được, bởi vì mỗi lần mà Vayne xuất hiện là lúc nào không có đảo được. Chứ những vị tướng chống chịu trong khoảng thời gian ban đầu thật ra hơi khó chơi với con Vayne. Chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên, cuộc chạm trán với POG và đội tuyển của họ T1. Giữa thì sao đây? Faker mất hơi nhiều máu và Faker đang cần phải lùi ra xíu. Quang địa chấn rất hay và có thể sẽ làm cú solo kill nhanh trên này. Không có bất cứ một sai lầm nào trong những tình huống sử dụng chiêu thức của Nai. Tấn công đến từ bên phía của BOG. Và El đang liên tục di chuyển để tạo ra một sự áp lực. Nai cũng đang di chuyển tới, Xuyên cũng đang tương tự bị hút vào bên trong. Mặt rơi sóng bung ra, hai thành viên đã bị kẹt lại của Majoshi. Anh ta không có tốc biến mà ta nằm xuống Caria, không thể nào bơi bên dưới. Ngược lại phía bên này đã có người nằm xuống, đó là On. Honor làm tất cả mọi thứ để có thể hỗ trợ đồng đội của mình nhưng không thành công, anh ta chỉ kịp trả thù mà thôi. 3-1 cho POG. Tại vì cả hai sẽ phải đảm bảo trong cái đoạn giữa game. Và đường giữa sẽ một tình huống găng, Faker có thể xin kẹt lại. Faker đang làm tất cả mọi thứ, đang bị dính một cú bắt tay. Nai sử dụng quan địa chấn rất hay và Faker đang cố gắng gỡ từng con lính cuối cùng trước khi anh ta nằm xuống. 2-0 dành cho Nai. Kumayoshi có thể bắt lại đây rồi. On tóc lên kéo về ngay lập tức. Caria đang không có chiêu cuối, nó có thể ngầm nút đồng đội của mình. Kumayoshi làm tất cả thứ, eo đã tóc biến, nó có thể tấn công và dứt điểm cho đội Kumayoshi. Rất nhiều những mũi giáo nhưng đam bao nhiêu là đủ quy đã trúng dứt. Oh my god, kinh khủng, một sự điên rồ đến từ BLG trong ván thi đấu đầu tiên này. Tôi chỉ việc lao lên phía trước và Faker đang gặp nguy hiểm. Anh ta bị ăn phải một quả bola băng, mặt đất xong được bung đao. Faker vẫn đang bị kẹt lại, có tấm tạm đặt ra và thêm quan địa chấn nữa tóc biến. Và ngay lập tức Faker tên tìm cái né nhưng mình là né không nổi nữa. Một phong độ hủy diệt đến từ mid rừng của PLG. Và đây chính là cơ hội El bị hất tung lên và On bắt tay. El sẽ làm cách nào để có thể bỏ chạy đây? Đang có người tới tiếp cận, một pha ngậm nút khá thành công, hợp cho đoàn bung ra. El đang làm tất cả mọi thứ để cố gắng gỡ. El vẫn đang trong dạng cứu cánh, El không kịp đáp trả ngược lại trước khi cứu cánh được kích hoạt và anh ta nằm xuống. Xuyên đang muốn bắt Zeus, Bin đang liên tục dí, khô máu có thể được bài không? Đây khô máu có thể được bật vào phía kia tường và Xuyên vẫn đang bị kẹt lại. Zeus đang sẵn sàng cho tình huống dứt điểm được Xuyên nhưng hơi khó ở khu vực đường dưới. Tiên là bạn gồm thứ ba giờ là T1. Đường dưới, Faker cầm gói hàng, Faker có thể, Faker đã bị ép nha, đang biết phải xài gói hàng. Anh ta đã bắt buộc phải xài gói hàng, tóc biến né rất eo, bắt tay không thành công, chưa cứu được vật lên owner, ngay lập tức giữ cho một thành viên W đến từ Senna cũng đã trúng được người Xuyên. Xuyên đang làm tất cả một cách nhưng những cú bị tạch của Nai đang phát huy được tác dụng của nó. Một pha nhảy lên hất tung đầu lên, chưa cứu được vật lên và On bị kẹt lại cộng kèm một Kalista đã phải nằm xuống. Xuyên đang phải bỏ chạy, mặt đất sống của Nai cũng phải bỏ chạy và lại một lần nữa một người nữa của BLG cũng nằm nữa, đó là support của BLG. T1 thắng trong tình huống họ đang gặp nhiều khó khăn nhất. Zeus đi thấy rồi, bắt tay mở đường vẫn còn, bật mở đường tương đối sớm, sẵn sàng cho tình huống khô máu hay chưa. Đây Xuyên lao lên tấn công bola băng của đối thủ đang chờ sẵn. Ui, tốc biến lên cách án thẳng vào bên trong và Zeus sẽ phải nằm xuống hạ gục dành cho On. Rất quyết đoán đến từ Bin khi anh ta đầu tư thêm cái tốc biến để kết án Zeus vào tường. Không có góc khô máu dành cho đường trên của T1 cho anh ta không thể làm gì hơn cho tiếng đó cả. Trụ một đã có,
không cần phải đầu tư đến sứ giả, cho nên vẫn sẽ có cơ hội để bên phía của BLG đầu tư con sứ giả này, lấy đi trụ một đường giữa của đối phương và mở ra thế kiểm soát đồ tốt hơn. Owner mất đất còn R, anh ta bị dính bo la băng đen, bị dính những tình huống tiếp cận, bị dính bắt tay, bị kéo ngược về. Owner kịp chiêu cuối, không biết Owner kịp chiêu cuối nhưng là mạng xuất đào cho L 8-5 nhập cho BLG. Owner này không biết anh ta đứng bên trên tầm nhìn và ta nghĩ lập tức bị dính con quan địa chất, bị dính cả bắt tay và nay chiếc điểm được. Nó đến từ những cái lợi thế quá nhiều mà BLG đã tạo ra và không có ai hỗ trợ Owner cho việc kiểm soát tầm nhìn được cả. Và mất người chưa đi rừng rồi thì để xem BLG có muốn tấn công vào con Baron này không đây. BLG đang nỗ lực để có cho được con Baron. Carrier có một tình huống sử dụng ra lưỡi của mình, nó chuẩn đấy nhưng nó không đủ để có thể có được đủ lượng tầm nhìn. Mặt đây sống rất đẹp, Faker đây không có hàng để có thể chơi và Baron vẫn đang tiếp tục bị khai thác. L đang bắn liên tục, đây là hai cái trừng phạt di động, nếu như cướp được thì có lẽ như Faker là bất cứ thành viên nào cũng sẽ rất là khen ngợi, nhưng chuyện đó nó không diễn ra. Mọi thứ đúng như sách giáo khoa BLG đã viết ra trước đó, họ tạo ra một thư viện thật sự trong ván thi đấu này. Liệu là Bin có về đời không đây? Bin đã bắt bắn vào người Zed, cú mở đường của Zed đang chờ đợi sẵn và Faker đi di chuyển, anh ta đang là người bị tấn công, liên tục là sử dụng kỹ năng Bin và suốt ngay lập tức phải sử dụng cú mở đường. Faker mấy tên nữa sẽ phải nằm, anh ta làm tự nhiên ta đã phải nằm rồi và Bin vẫn còn đang múa, chưa cuối được bắn tới Donner. Bin quá kinh dị, Bin quá kinh dị và bắt buộc phải ba bốn người cả tóc biển nữa, nhưng Bin gật đầu hài lòng với một nụ cười. Anh ta ép cho đối thủ chạy lên đây, anh ta giúp cho đồng đội có được con đồng lửa thứ hai. Và đặc biệt anh ta mạng đổi mạng, mạng đổi mạng đến từ Bin và đổi được thêm con rồng, đổi được thêm một cổng mega ở đường giữa. Và hôm nay với T1 mà mắt nó không sáng là họ không chơi được, họ không farm được, họ không làm gì được cả. Họ càng mù đường thì đối thủ lại càng khai thác được mặt đất dậy sống. Nó đang đưa giữa giữa sổ hình trong tình thế khó và bây giờ Carrier không còn cơ hội để có thể bỏ chạy và người đang phải cản trở đó là suốt cả hai bị ăn quả R đến từ một con Delta Class và ngay lập tức Kira đã phải nằm suốt bị bắn liên tục, anh ta không thể nào che chắn nổi lực sát thương khi đó là Bin, một con Ven đang bắn liên tục, trụ đã bị phá hủy và BLG cách biệt 7 cá tiêu với T1. Quá nhiều khống chế cứng và quá nhiều sát thương, bên phía T1 không có cách nào để có thể ngăn chặn được những tình huống đẩy trụ và áp lực như vậy đến từ bên phía BLG. Và để xem câu trả lời là gì đây, có gì chuyển bóng đâu. Nai đang sử dụng cú phi thạch, Zeus đang cần một tình huống sử dụng khô máu nhưng khô máu vài công cụ nhiều quá. Tóc biến này W của Kobayashi đã không chủ mở được nên bật lên, Nai tóc biến này cũng mở được và ôi hơi bóp nhau đến từ Faker và Zeus. Faker bị kẹt lại, Nai đã phải nằm xuống rồi. Xuyên đang từ một cái này để cứu vãn đồng đội của mình liên tục bắn in và Kalista đang liên tục được bắn. Owner mất quá nhiều máu, El vẫn đang làm tất cả mọi thứ, El đang chờ đợi chúng gì vào, El đã dày vào đường W của Kobayashi. Kobayashi bắn không đủ tâm, Triple kill cho xạ thủ hàng đầu của LPL. Tóc biến lên giày vò và L đang làm tất cả mọi thứ để khiến cho Kumayashi phải nằm xuống. Nhưng có Carrier chạy ra đây để che. Nhưng đây là 3 đánh 2 và công cụ đánh là không hề thiếu. Bắt buộc tam game của Carrier phải lui về. Và với lợi thế từ bây giờ của BLG, bây giờ cái cần của họ là Comadon để tiếp tục nâng cấp thêm về lượng tỷ số. Con rồng lửa cũng đang là một mục tiêu để chọn suốt. Mất quá nhiều máu, hãy nhìn kìa con Ven và cung trạng vàng nó kinh khủng như thế nào. Cộng thêm 9 nữa, 3 lượng sát thương hỗn hợp nó khiến cho Kassante gần như bị trị hoàn toàn. Cơ hội mở ra là rất khó, không có gốc nào cho Carrier có thể trồi lên một lần nữa cả. Bin đang liền đang làm tất cả mọi thứ, hợp chất loạn bung ra giữ cho được hai thành viên, bắt tay thành công của Messi bị kẹt lại, bị hất tung lên và ngay tức nằm xuống. Faker đang phải tóc biến bỏ chạy bằng mọi giá và Carrier đang bị bắn liên tục đến từ ba hồng súng quá kinh khủng của BLG, bị dính quan địa chấn, bị ăn cú phi tạch thứ hai. Carrier đang bị bắn, bị dính bắt tay liên tục làm mọi thứ khiến cho Carrier không thể nào sống được. Chiến thắng ván đầu tiên dành cho BLG. Quá kinh khủng đến từ nhà đương kim vô địch LPL mùa xuân của chúng ta. Một ván thi đấu mà họ không cho phép bên phía T1 triển khai được lối đánh macro sở trường của mình. Những tình huống ép giao tranh từ sớm, những tình huống đảo đường, nó khiến cho bên phía T1 bị choáng. Họ sẽ nhiều nhân với BLG chọn số hội tướng đi rừng. Nhưng nếu như vậy thì xin giao thật ra bích đường dành cho BLG. Đây là Senna, đây là Talia. Đây cũng được, đúng rồi. Một con bài power pick tương đối ổn để có thể bắt cặp cùng với Talia không đường giữa, sau đó tấn công ra sâu, tấn công ra rồng cũng là tương đối mạnh đến từ bên phía của T1. Để xem BLG đây rồi. Họ đang nhắm vào rất nhiều những con bài đi rừng khỏe dành cho Swain và sẽ là lấy luôn cặp mid rừng. Ahri đã mất rồi. Wukong còn đó. Corki, nếu như Corki thì sẽ là một cái kèo farm chiêu chiêu. Và Swain có thể là anh ta sẽ đánh tiếp một chất tướng chống chịu như là Sejuni hay Maokai gì đó. Họ cầm Corki là đúng á, nhưng mà bây giờ quan trọng là đi rừng cầm con gì. Kha'Zix thôi. Lee Sin. Kha'Zix hay Lee Sin hay là Viego. Họ muốn cái, nếu như đều họ đẹp muốn cả thêm sát thương thì có thể lấy thêm Gary cũng được. Nhưng Swain vẫn đang nói chuyện rất kỹ và anh ta cũng đang nở một nụ cười rất tươi, chứng tỏ là cái sự tự tin của anh ta đang vô cùng cao. Và liệu sẽ là vị tướng như đây, Kha'Zix, Viego, Lee Sin, Sejuni sẽ là gì? Vẫn đang cân nhắc lấy ngộ không để gia tăng thêm khả năng make play.
họ đang bàn với nhau, họ nói với nhau rằng không thể nào dựa vào đúng mỗi một mình cái định mệnh vĩ gọi và cái hợp chất liên đoạn được, bắt buộc phải có thêm một công cụ nữa, và đó là cái lốc xoáy của Ngộ Không. Hợp lý, nó đúng với lại những gì mà Xuyên đã xử lý được. Và chưa kể đến họ đang có được một con Cocky, đây là một trong những vị tướng nó sẽ khiến cho con sinh giao rất là dễ bị mất cái bán người thường. Đồng ý. Và bên phía BLG thực ra lúc đấy họ đã có được cái bộ tướng quá đẹp rồi, DPS có với Cocky, rồi là nếu như sát lực thì cũng là có với Kalista, hoặc cũng có thể là DPS luôn với cái lối lên đồ tốc đánh giống như là lúc nãy, thì lắp thêm một con rừng nào thay thế tướng đấu sĩ cũng đẹp cả. Và trong đội hình của bên phía BLG và T1 sẽ là kèo rắc đối đầu với cái săn tể không được trên. Zeus tôi nghĩ rằng là cũng không lạ rồi, bởi vì chính anh ta là nạn nhân của cái kèo này khi đối đầu với Bokumblade. Đồng ý là như vậy, mà có lẽ như Zeus sẽ cần phải suy nghĩ rất kỹ cho cái kèo thi đấu này, bởi vì để có thể làm được những tình huống xử lý như Bokumblade sẽ đòi hỏi rất nhiều kỹ năng cá nhân và cách xử lý của bạn. Bạn sẽ làm gì, bạn sẽ nhảy vào thời điểm nào, sử dụng ván đấu thứ hai cuộc chạm trán với các thành viên của BOG và đội tuyển họ T1 đã chính thức bắt đầu. BOG sẽ khởi động bên trái, còn trong đó T1 sẽ khởi động ở phía bên phải. Hai bên đều đang liên tục có những tình huống di chuyển để tìm ra những nguồn sáng. Được, bây giờ owner lên, anh ta ăn chim ăn sâu và để xem Xuyên sẽ làm gì ở đường dưới đây. Ôi bắt tay đẩy ra hay, tóc biến lên chiếc đầu. On cũng sẽ phải nằm mà thôi. Mà hạ gục dành cho Keria, đó chỉ là mạng đổi mạng. Và El có thể bị tấn công bởi Keria. Keria đang chờ đợi cho cú roi lưỡi của mình. Anh ta chờ đợi cho sự chính xác. Xuyên đã thấy được Faker, anh ta cản được tình huống di chuyển của Faker. Nhưng mà đi chứng đất hay của Faker. Và El sẽ phải nằm xuống mà hạ gục. Dành cho ai? Dành cho Faker. Xuyên sử dụng cái phân bóng của mình để bỏ chạy. 2-1 cho T1. Và một cú băng trụ nó sẽ được bật lên. Honor đang sẵn sàng để có thể tiếp cận rồi. Từng con lính một đang bị phá hủy đối từ bin. Một pha tóc biến lên đẩy được rất hay, mở được bật lên lướt để bỏ chạy hất ngược về. Và bin sử dụng cả cú combo nhân trụ đem có liên tục một người của Zeus. Và Honor liệu đáp trả đời không đây? Đó là mạng đổi mạng. Bin xử lý mất binh rồi. Bin xử lý rất hay rồi. Rất kinh khủng dành cho vị tướng Kassate đang còn đối ở khu vực đường giữa. Bây giờ Faker đang không có được cái khả năng nhìn thấy được Xuyên. Và Xuyên sẵn sàng tấn công, quăng địa chấn hất tung được, tóc biến được để bỏ chạy. Bắt tay đẩy ngược về và chờ đợi cho dùng lốc xoáy lần thứ hai. Lốc xoáy lần hai đã có, tóc biến Keria không cứu được Faker. W đã chuẩn nhảy vào tấn công, có hợp chất liên lại giữa chân cả hai người. Combo đang dồn vào người con Honor, và Honor bay nửa cây máu cái đợt tức. Nang có thể bắt lại nhưng đã không còn công trình nữa. Một pha né ra kỹ năng nhưng Nang vẫn đang giữ chân lại, tóc biến lên liên hoàn tâm kích có cú cánh để giúp cho Nang có thể sống được. Một cú bắt tay khá hay của Mayu bắn một hit, hai hit, ba hit, có cú cánh đang hỗ trợ và khu Mayu vẫn còn thở được. Mặt đế sống bung ra và E bị kẹt lại, bị dính liên hoàn tâm kích, bị dính cả tấm tạm bất ổn. Double kill cho Honor, không còn tóc biến trên người xạ thủ của BLG nữa thì rõ ràng anh ta sẽ phải nằm xuống thôi. Còn con sứ giả đang được ăn một cách khá ngon lành từ các thành viên T1. Còn ngược lại BLG đang làm tất cả mọi thứ, họ đang có hai cái trừng phạt lận. Mặt đất như sống bung ra và Nai đã bị kẹt lại. Nai đang cần một cú, anh ta bị kẹt, anh ta bị gây sát thương, anh ta sẽ mất gói hàng, anh ta mất cả gói hàng, mất cả chính mình. Rút bên này nhảy bên trong, Kera cũng đang nhảy vào hỗ trợ quy được hai thành viên. El đang bị nuốt lại và đó là cú này lại hất tung được hai thành viên có cú cánh nhưng El không thở được. Bin sử dụng cố mẫu và anh ta khô ngắt. 8-3-9-3 cho T1. Một tiếng giao tranh hay đến phía của T1 và người lên tiếng lần này đó là Faker với tấm thảm bất ổn của mình với những cái quang địa chấn. Nó khiến cho Nike anh ta đã quá nỗ lực trong việc là phải giữ lại tấm thảm. Anh ta không bung ra sớm. Đúng rồi, anh ta không bung ra sớm, anh ta có thể bung ra sớm và chịu một vài những lúc làm choáng rồi sau đó lướt qua bên kia bờ tường. Nhưng ta giữ tấm thảm đó đến giây cuối cùng khi ta nằm xuống bung ra nó không còn quá nhiều ý nghĩa nữa. Rồng thì dành cho BLG nhưng rất nhiều mạng dành cho T1 và chưa kể đến là con Baron nữa. Liệu Nai có thể cầm cái hàm cách thành công không quan địa chấn ngắt tung lên được và nghe được định mệnh về gọi cộng kèm với tóc biến hình như đến từ một thành viên ở đó tôi không nhớ rõ cho lắm. Keria đang bị mất máu nhưng nó không bao nhiêu cả. Bin bắt đầu nhảy vào để hỗ trợ thêm. Xuyên thấy được Kumaishi nhưng không tác động đủ. Honor nhảy vào tấn công, Honor như đang đứng ở đó là bắt tay được bật lên đó là hợp chất được lại phát cơ được kẹt lại phía bên này. Rút nhảy vào nhưng không giữ cho đại quy cũng không trúng. Honor nhảy vào người của anh, On vẫn thở được và pha nhảy vào nữa đến từ Xuyên ta hất tung được khá nhiều thành viên. Rút đang bị đơn độc, Honor bị tấn công đến từ hai và ba người mà ta không bắn người thương ta đang phải nằm. Một pha sử dụng súng cao su, Xuyên đang cố cú cánh, anh ta đang có trong dạng cú cánh, anh ta làm tất cả mọi thứ cho trước khi mà ta nằm xuống và cuối cùng ta cũng đã phải nằm xuống. Parker đang phi tạt liên tục phía bên trái thì không còn khô máu và Bin đang phải bỏ chạy. Rút nhảy hụt nhưng Bin quá yếu để có thể bỏ chạy. Double kill đã có, Nai đang tung kỹ năng của mình ra một người Keria nhưng Keria quá trâu và sẵn sàng cho những tình huống sử dụng roi lưỡi. Parker phi tạt hai lần đều trúng và Killing Speed cho Parker. Nai bị kẹt lại bởi Zeus. Zeus sử dụng quy nhưng không trúng. Nai mất tấm thảm nhưng có một thảm khác còn kinh khủng hơn là thảm bại thật sự ở trong tình huống giao tranh này của BLG. T1 13-4 rồi. Keria có quá nhiều sự hậu thuẫn, đặc biệt là khẩu súng có khả năng hồi phục đến từ Kumayushi. Và trong khi đó thì Baron vẫn đang rút, vẫn đang đứng che. Xuyên đang lựa góc này để di chuyển vào và Keria nhảy lên chơi tới mà nó xung bung ra và On đang xung bung như này nhưng như được hai thành viên máu đến từ Kumayushi mất quá nhiều và ta nghe được tiếng bốc hơi. El có thể bị bốc hơi tiếp theo, khô máu được bung ra nhưng một mình liệu cân nổi không. On sắp sửa nằm xuống phía bên này, Xuyên cũng đã phải nằm theo. Sức mạnh là quá khiến cho Kumayushi của T1 double kill đã có cho Xuyên rút sẵn sàng cho cú súng cao su. Anh ta chưa gồng nhưng On đã tới sẵn sàng đâm mũi lao vào đằng sau lưng của Nai và khiến cho Nai sẽ bị hạ gục. Rồi lưỡi bắt đầu không thành công, W đã không thành công và liệu con cốc này cứu nổi Nai không đây? Con cốc nói không cứu nổi anh trai ơi. Và T1 thắng trong tình huống giao tranh vừa rồi.
Và ngay lập tức các thành viên của T1 họ đang bắt đầu tìm cách để tấn công được vào toàn bộ đội hình còn lại. Hãy nhìn Faker, Faker mặt ra như sống rất đẹp để có thể giải quyết được công trình của mình trên cái trụ thứ ba đang được nhắm tới các thành viên T1. Ngay lập tức họ đang tràn lên để tấn công, họ nhắm vào xuyên súng cao su hất tung, và ngay lập tức lấy được tốc tuyến của LL đang quay trở lại bản hợp cho nên boom ra điều được bao nhiêu thành viên đây. Nó trúng được một rớt thì phải. Nhưng này Honor đang bị dính cô máu phía bên trái, rớt đang rất liều máu, xuyên đã sử dụng chiêu cuối của mình ra nhưng ngay lập tức anh ta đang phải tóc biến ra khỏi được quan địa chấn pin phía bên này đang muốn tấn công một con Honor. Honor bị hất tung lên và kỹ năng quyền đến từ pin định mệnh đẩy vẫy gọi được bật lên và Honor đang cần tìm một cách để lùi về được. Và Caria bị hất tung lên kỹ năng quyền đến từ pin nhưng xuyên sẵn sàng quay lại tấn công Honor đắp liều người bên quay trở lại ta tấn công tiếp liên hoàn tấn công trên sẵn rớt sử dụng súng cao su gom được hai người bên trong kia chiêu cuối cực kỳ đẹp đến từ Caria và Kumayoshi và tất cả mọi chuyện còn lại của BLG là một sự thảm bại hoàn toàn của họ trong vào tranh này. On sẽ phải bỏ chạy đâu kêu đã có nhưng rút và On đứng bên trong bệ đá cổ, Bin thì đứng kế bên On, còn bên trên thì Nai đứng cận kề với cái chết. Kumayoshi đang cần phải lùi nhưng ngược lại Bin mới là người phải tới và anh ta nằm xuống ngay chẳng hạn, ta không cần nằm xuống nhà chính đã nổ rồi. Thi quan một đều. Một đều với một ván thi đấu kỷ luật hơn, một ván thi đấu tốt hơn rất nhiều đến từ bên phía của T1. BLG lần này họ không tạo ra được những sự đột biến ở đầu ván đấu nữa. Họ bị bên phía của T1 đưa vào một cái thế trận phải đua macro với mình. Và rõ ràng là khi đua macro bạn sẽ rất khó để có thể đánh bại được đại diện đến từ LCK. Một ván đấu thắng rất tuyệt vời đến từ T1 để đưa cặp trận này trở về BO3. Và họ phải khóa lại con Sejuani trong lực cấm để ngăn cản cặp đôi có thể găng ở được trên. Và bây giờ nếu như Bin quyết định vẫn sẽ giữ nguyên cái câu chuyện là anh ta muốn đặt nặng cái quyết tâm là mình sẽ bích con rỉa tông để có thể khống chế được con bài tốt về khu vực đường trên mà vẫn có lượng sát thương trong nhà đạn giữa để đánh cùng với lại Lucian, nó vẫn tốt nhưng nó sẽ hơi thiếu công cụ để bạn có thể giữ và bắt lẻ ổn ở trong cái ván thi đấu này. Còn ngược lại bên phía BLG, họ ngay tức cấm đi xin giao sau khi mà cảm nhận được là Javan để tới cũng đã không còn. Rất khó với những cái lượt loại bỏ tướng đi thế này, bể tướng rừng đang là cực kỳ hẹp và bên nào là bên pick trước, T1 được pick trước, họ sẽ có quyền chủ động lấy đi những con bài đi rừng mà họ cho là mạnh ở thời hiện tại. Vẫn còn Virgo, vẫn còn Lee Sin và một vài trường hợp có thể là những con bài nó dị hơn như là Kindred chẳng hạn. Để xem bên phía của T1 sẽ ưu tiên vào những vị tướng nào ở đây. Odin Son bị cấm đi. Bây giờ sẽ có một cặp Tristana và Maokai, nó cũng được. Nhưng nếu như mà lấy, tức là như thế này, tôi đang đặt ra một trường hợp, nếu như bạn có quá nhiều sát thương, bạn nên cho rừng một vị tướng mang thiên hướng chống chịu. Nhưng có lẽ danh phía của Thiếu Anh đặt nặng rất nhiều vấn đề về khả năng tấn công. Họ cảm giác BLG muốn tấn họ công cần đấy. Họ muốn đôi công với lại bên phía của BLG. Đúng như vậy. Họ cảm nhận nếu như bây giờ bích những con về lay một hồi là không chơi nổi với BLG. Bởi vì BLG tấn công giai đoạn đầu quá tốt cho nên họ muốn đôi công luôn. Thì Honor đặt nặng trọng trách đó bằng cách là lấy Lee Sin trong ván đấu này. Như vậy là đã có Lee Sin rồi. Zac đang được nhá. Cái kèo Zac và TF thực ra có rồi. Đúng rồi, có rất nhiều rồi chứ không phải là không. Và tôi nghĩ rằng Bin cũng sẽ không gặp quá nhiều sự khó khăn khi anh ta phải đi cái kèo này đâu. Mặc dù rõ ràng Zac thì cũng sẽ gặp khó trước một con tuyết xuyên bên phía bên kia. Và nếu như có sự hỗ trợ từ Honor nữa nó sẽ càng khó khăn hơn. Thì đây sẽ là câu chuyện của bên nào sẽ đánh top rừng ngay hơn. Nó sẽ không còn chỉ dừng lại ở mid rừng nữa mà nó còn câu chuyện đến top và rừng. Và đây, Virgo Zac. Đây sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác nha. Nếu như Honor và Zeus không có được sự phối hợp thực sự ăn ý thì đây sẽ là cơn ác mộng dành cho con TF. Và nó còn chưa kể đến là đánh về lâu về dài thì hơi khó để khẳng định rằng là sẽ có được quyết định lấy được Maokai. Tức là họ muốn nâng cấp thêm về khả năng đánh nhau và mở giao tranh nhiều hơn. Họ cảm giác gắn Virgo vào một cái là bàn phải phụ thuộc rất nhiều vào những tình huống sống thật. Nó không đủ lực để có thể giúp cho bên phía của BLG nghĩ tới một pha giao tranh mà họ giành thắng lợi dựa trên cái lượng khống chế. Cho nên phải có nhiều hơn nữa. Và quyết định đến từ bên phía BLG sẽ là cho Xuyên một vị tướng mà có lẽ như anh ta cũng tương đối hài lòng, đó là một Maokai với khả năng mở khá tốt. Còn T1, một Vega khu vực đường giữa trong tay của Faker, liệu là được hay không? Thật ra Zeus cầm à? Zeus cầm Vega hay là Zeus cầm Twitter Fay? Rồi, coi như Zeus sẽ cầm Twitter Fay. Còn trong khi đó thì Faker sẽ cầm Vega. Nhưng mà có một cái mà bây giờ tôi đang hơi lo như thế này. Đó là đội hình này của BLG thật ra nó cũng không hẳn là một đội hình tràn vào đánh một cách kinh khủng quá. Họ sẽ có những cái hiệu ứng khống chế từ xa. Họ có những hiệu ứng khống chế về mặt địa hình là sẽ ép Faker vào trong tư thế khó. Tức là bao lâu thì anh ta mới sử dụng cái bẻ công không gian. Đúng rồi, câu chuyện bây giờ sẽ là cái lồng đến từ Faker anh ta sẽ giữ nó tốt như thế nào mà thôi. Nếu như bung quá sớm thì BLG là đội hình đánh nhiều nhịp được. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ 3, cuộc chạm trán giữa BLG và T1. Nhưng nhìn vào phía bên kia, đây là một con Lee Sin đang bị thọt farm. Và Honor nhận ra vấn đề đó, anh ta vẫn đặt rất nặng trọng tâm. Nhưng lấy ai ra mà che, con Senna không che được. Honor nhảy vào mà anh ta nằm xuống là toàn Bin còn cái quay tay, Bin còn cái phản công rồi. Cho nên rất khó Honor đã quăng bài vàng. Bin nhảy vào trong giữ chân được hai thành viên có hồi máu hỗ trợ. Thời gian mất rất nhiều nha, thời gian mất vô cùng nhiều. Kera đi trước rồi, bài vàng được quăng thẳng vào đã có vớt lết và Kera đã kịp đáp trả phía bên này. Thì sau đây trụ bắn bóng của Sách nhưng Sách vẫn thở được. Như vậy là bên phía của T1 sẽ cảm thấy hài lòng hơn bởi vì Kera là người có được chiến công đầu, từ sau đó anh ta mới nằm xuống và đường dưới thì cũng hạ gục được Bin luôn.
Như vậy là cái nhịp đầu tiên BLG làm tốt, nhưng cái nhịp băng trụ ở đường trên thì Kera làm tốt hơn và anh ta có được bại chiến công đầu này. Yoshi sẽ cần phải cẩn thận nha, anh ta có thể bắt lại Xuyên có tóc biến. Xuyên tóc biến vào, đeo bảo vào người của Kuma Yoshi, một tình huống quăng địa chiến ngất tung lên. Và ngay thứ cuối vi thành được bung vào, và đó là màn hạ gục dành cho El Honor đang di chuyển tới. Những người đang đứng trước mặt ta là Nai, sống âm trúng bay vào đảo luôn. Honor đánh vô cùng tự tin, nhưng sức sát thương đang tương đối bị giảm thiểu. On sẽ phải đứng che cho cú sống âm còn lại của Honor. Honor vẫn đang nhắm mục tiêu, anh ta sẵn sàng cú tóc biến và sử dụng kỹ năng của mình. Faker đang tới với chiêu cuối, nó nổ là Nai hoặc Xuyên sẽ phải đi bụi. On tóc biến né kỹ năng, Faker đã bị làm chậm với cái chồi non, và Nai đang cần phải lùi bẻ trong không gian trúng được người Xuyên. Cần một cái chiêu cuối để Faker chứ không đủ tầm. Và Honor bây giờ đây là người máu sao mà nó không trúng quan địa chứ, rất hay. Faker xuyên chiêu cuối của người của El, nhưng El chưa nằm thiếu một tí xíu, một hit đánh thường. Hai bên đều có những quả phải nói là nó su quá su. Cái thanh tẩy và cái hồi máu của El, chính xác là cái bình máu của anh ta là quá tuyệt vời. Nếu như anh ta thanh tẩy chậm một xíu mà thôi, hoặc bình máu nó lên chậm một xíu thôi, là đã phải nằm xuống trước sát thương của Faker rồi. Nhưng đó là một tình huống như anh Trung đã nói, cả hai bên đều có những cái xui của mình. Và không ai phải nằm xuống trong những nhịp giao tranh vừa rồi cả. Và T1 họ cũng có thể cảm thấy hài lòng được với việc Honor đang ăn rồng, họ muốn nhiều hơn. Họ bắt On, bây giờ ai sẽ người âm đam trụ đầu tiên. Faker đang di chuyển tới với vẻ W đã trúng, nhưng trụ nó quá tầm so với hướng bắn của nó. Và màn hạ gục dành cho Kuma Yoshi, Keria là người âm đam trụ. Cả ba đều có thể lùi về được, và cộng kèm thêm vài lượng kinh tế được cộng vào cho những lớp khiên nữa. Và Faker quyền lực anh ta còn tốc biến thì phải, còn tốc biến, cái này muốn ép tốc biến của Faker. Nếu như Faker vẫn tiếp tục nung nấu quyết định làm cái gì đó, quăng địa chấn hất tung lên được, đang chờ đợi cơ hội, đã lướt được vào bên trong và Xuyên sẵn sàng cho tình huống đẩy ngược về. Faker còn tốc biến nhưng làm sao mà chạy được. Xuyên biết là cái W nó y chang con fit vậy đó. Đúng rồi, cho nên là anh ta không hề lo sợ, anh ta chỉ cần đợi cái bẻ cong không gian là anh ta nhảy vào thôi. Còn trong khi đó thì El vẫn đang rất hồ báo, rất tự tin. Nai mặt đất dậy sóng, Nai chưa có mặt đất dậy sóng. Ui, quyền lực vào quán địa chấn hất tung combo ngược vào đấm ngược về, và nó sóng thần hất tung được cả Keria. Honor đã phải nằm xuống trước đó, xử lý rất hay đến từ BLG. Và người đang bị ăn phải bài vàng đó đây rồi. Quyền lực thiên nhiên, Keria bị kẹt lại, ba thành viên bị kẹt lại, quán địa chấn hất được một người bên trong, có người đang bị dính ngầm nút, và rốt đen bị kẹt, và rốt cũng sẽ phải nằm theo bài vàng được quăng ra. Có bẻ còn không gian, có W, có vụ nổ vũ trụ đủ đam cho Faker, nhưng Faker liệu có thể cứu được bản thân của mình hay không? Để khi ta không còn bẻ còn không gian nữa, Quy đã trúng. W hiện tại đang không có bẻ còn không gian, đã được hồi lại rồi. El né được hai kỹ năng cực kỳ quan trọng. Faker muốn tóc biến ngay chăng này, Faker không còn tóc biến nữa, ta đang bị dính quá, nhưng đã bị dính cả quăng địa chấn và nằm xuống và gục cho này. 7-4 cho BLG. Quá kinh khủng với những tình huống mở giao tranh đến từ BLG. Góc này là mặt đất, và bây giờ Faker với Honor sẽ tìm một cách bỏ chạy quyền lực. Thế nhưng ui pin trời kìa, căng vậy anh trai. Và Faker quay nửa cây mẫu, một gõ, hai gõ, ba gõ, lấy được quyền trường đại thiên sứ quăng địa chấn hất tung được Lee Sin lên. Và ngay lập tức Faker cũng như là Honor tìm cách bỏ chạy, nhưng Faker đã đi trước của Honor tìm, và anh ta tìm được đồng đội của mình để có thể thoát đi bằng cú hộ thể. Con quái vật trong tay của El pin. Và súng quá kinh khủng của Messi đang bị kẹt ở Kera, không còn ngắm nút pin, nhảy lên đổ đầu, và Kera bị dính cú phản công, và ta cũng sẽ phải nằm thẳng qua đi chết. Tuyệt vời đến từ Nai và unstoppable cho cái chơi đường giữa hàng đầu của LPL. Honor trong nhịp vừa rồi nhưng dịch chuyển đã được hỗ trợ. Kera móc một đồng ơ, Kera nhảy vào, ai hỗ trợ cho anh ta đây? Anh ta đã bị lỏng một con cá khá lạc lỏng. Nai thì đang liên tục cú bị tập. Faker sử dụng vụ nổ vũ trụ, nhưng vụ nổ vũ trụ thật sự đến từ hai cây súng lục quá lực của El. Và rắc phía bên này, gã nhỏ chết được một con cá tam ken trong tay của Keria nữa. T1 đang rất bất lực, và Gumaisi anh ta mà lỏ người ra là anh ta bị tấn công ngay lập tức. Một cuộc chiến thật sự đến từ Lucian, một El đang bắn rất cháy máy và vô cực kiếm hoàn thành xong là một cơn mưa sát thương. Hãy nhìn kìa, thanh trừng. Và ngay lập tức tóc biến bốc hơi ngay lập tức. Mà cũng đã có chơi này, và El tiếp tục giảm người rút, không còn bài nữa. Rất đáng tiếc không còn bài gì nữa dành cho rút cả. Còn trong khi đó thì Honor đang liên tục bị tấn công, anh ta đang bị bắn liên tục bởi El, và El tiếp tục tìm được mà cục kỳ này dành cho này, và El sẽ phải nằm xuống. Mạng shutdown đã có, và ngay lập tức các thành viên còn lại của BLG họ đang tìm mọi cách để lấy được cái trụ thứ ba khu vực đường giữa. Họ thành công với câu chuyện đó. Trụ thứ hai của mình nên cũng sẽ bị nhắm tới. Một Comadon 3k9 tiền đến từ BLG. Rất vui chơi đến từ BLG khi họ không ưu tiên công trình của đối phương. Ba con đồng gió của Honor nhảy vào suốt được, nhưng rất đáng tiếc suốt về với El thì không có cơ hội nào có thể chạy cả. Honor đã tấn bốc hơi, suốt đang làm tất cả mọi thứ. El đã bị dính vụ nổ, nhưng hết vụ nổ là giáp thiên thần. Keria đang nhảy vào nhưng không bị hỗ trợ thêm. Bin nhảy vào người của Faker, Faker bị kẹt lại, bị gõ liên tục, và ta không có cách nào để thở được cả. Keria bị dính tanh chân và ta cũng không thể thở theo. Phía bên này Xuyên thấy được hai thành viên định mệnh được bật tới là suốt, nhưng chỉ kịp để có thể nằm xuống mà thôi. BLG đại diện số 1 của LPL dẫn trước 2-1. Và đó, hàng không được ép một lần rồi sao nữa. Rồi chẳng còn sau nữa, khi mà bên phía BLG vẫn còn quá nhiều nguồn sát thương, vẫn còn quá nhiều thứ để hỗ trợ cho xạ thủ của mình. Và họ sẽ là đội vươn lên dẫn trước 2-1 trong cặp đấu năm này. Còn Talia 100% tỷ lệ thắng, 100% tỷ lệ chiến thắng, cho dù nó nằm trong tay của ai đây chăng nữa. Đây sẽ là một vị tướng power pick ở trong cái cặp trận đấu này.
Và câu hỏi sẽ được đặt ra, ngoài Talia sẽ còn vị tướng gì tạo được những sự bất ngờ nữa này? Rất nhiều những vị tướng đường giữa đã bị cấm. Bây giờ nếu như tính ở đường giữa thì đấy, cấm nút cả Huy rồi, tôi đang định nói. Nó chỉ còn Cocky, còn Nico hay là Vega. Vega, Vega là đi bụi á. Vega, Vega đi bụi nặng luôn. Khi đó tôi bảo là hết bắt rồi, cấm hết rồi. Tại vì Vega thực ra rất ngại farm trong trụ. Đúng. Vega farm trong trụ là bạn buông mana nhiều lắm, rất khó. Mà chắc chắn đó sẽ là điều mà không hề một người chơi nào họ mong muốn cả. Còn người lãnh phí của T1 họ phải cấm hai vị tướng ngay chống chịu. Đó là một Maokai, một Sejuani. Maokai thì hợp với Tristana, còn người bạn tới Sejuani hay là Xuyên cũng thành công rất là nhiều rồi. Câu chuyện ở đây là BOG sẽ muốn gì ở bên trong khu vực rừng? Đã có trường hợp phép rừng là Lilia trong tay của Jai rồi. Mà Xuyên đánh Lilia cũng hay. Xuyên đánh Lilia cũng được, nhưng đây mới là con tôi muốn thấy. Đây là con tướng tôi muốn thấy. Và bây giờ nhiệm vụ BLG nó đòi hỏi rất nhiều là bọn họ phải đỏ tay với lại T1. Tay họ mà to hơn con Lilia này cướp sạch không còn cái gì cả. Và để xem bên phía của BLG sẽ vận hành như thế nào, sẽ hỗ trợ như thế nào dành cho Xuyên với một cái bài Lilia này. Chúng ta đã thấy ngày hôm qua đúng rồi, ngay hôm qua luôn. Đó là lúc đầu Canyon rất yếu, không hay, anh ta cướp rừng bãi nào là chết bãi đó. Nhưng sau đó thì anh ta lấy được những hạ gục và trở lại với những mũi giáo cực kỳ chết chóc của mình. Còn bây giờ thì BOG với một đội hình mà tôi cảm giác là họ sẽ sẵn sàng đánh thật mạnh lên được cái trên. Và pin bắt buộc thôi, pin xin lỗi bạn là rút, rút bắt buộc phải cầm rắc. Đội hình này thiếu rắc là thiếu người để nhảy vào phụ với lại Akali trong cái Faker lắm. Còn câu trả lời của BOG sẽ là gì đây? Họ chuyển sang Rumble à? Phải là Rumble. Phải là Rumble. Nó phải là sát thương. Nhưng pin vẫn đang suy nghĩ khá kỹ. Giữa khả năng chống chịu và khả năng gây sát thương, anh ta vẫn đang khá lăng tăng. Anh ta đang suy nghĩ xem là Kassante hay là nếu như lấy Kassante thì cũng hợp lý mà thôi, không cũng có gì hợp lý. Nhưng phải đứng che được cho Tristana và đúng, kể cả là hai thành viên còn lại luôn. Như vậy là quyết định Kassante, họ muốn nâng cấp mức độ dài, họ cảm giác là ok, bây giờ sát thương phép dựa vào Nelly vẫn được, những cú win của nó sẽ rất là chất lượng. Và bên phía của T1 thì ra cũng chỉ có một con thực sự chống chịu là Zac mà thôi. Xin giao nếu như hết bán huyệt thương thì cũng không phải là một mục tiêu quá trâu để có thể đỡ đòn hộ những thành viên còn lại. Tôi đang rất mong chờ xem là Faker và Knight họ sẽ đánh cái kèo này như thế nào. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với ván thi đấu quyết định. Ván thi đấu để biết xem là ở trên nhánh thắng sẽ là một đại diện của LCK, một đại diện của LPL, hay trận đấu này cần tới cú nhạc siêu và strip để tìm ra được đội chiến thắng chung cuộc. BLG là đội chủ động, bên kia không làm gì được cả. Họ thả Xuyên Khánh Đức ra để nhằm mục đích là có được cái trụ một của mình giữ. Nhưng người đang mất máu bán người thường phải được bật trước khi mà cái quyền vừa rồi của Xuyên nó trúng tóc biến của On cũng phải được sử dụng. Na đang bắn và Nai đang trong tư thế khá nguy hiểm, anh ta đang bị kẹt bên trong cái bông khói của Faker. Faker đang tung chiêu liên tục nhưng Nai vẫn còn kẻ chỉ có một tớt đây rồi W được, đó là thủy quân bị hất tung mọi thứ vô mọi người của Messi có cũng cánh của đường này phải gọi, nhưng đó là first blood đã có và để dành cho pin. Faker phải bỏ chạy bằng tất cả những phi tiêu mà anh ta có. Zeus đang bị kẹt lại, Zeus có súng cao su, Zeus đang tìm một cách để bỏ chạy, tóc biến lên đây một con Zeus muốn né chiêu nhưng quá nhiều kỹ năng đánh thường và chỉ còn trong dạng phân vào thì rút đi 2-0 cho BLG. Chúng ta đã tự hỏi bao giờ BLG sẽ tăng tốc thì đây là câu trả lời của họ. Ở cái nhịp rồng khi có đầy đủ 5 thành viên thì BLG tăng tốc đột ngột và ngay lập tức có được những điều mình cần. Cái vấn đề vẫn là câu chuyện họ được quyền quyết định họ làm cái gì. Họ đã có 3 cái trụ quá yếu mẫu của T1 thì bây giờ họ làm gì cũng đúng. Còn ngược lại T1 không có rắc là không một ai che nổi những mũi lao, không một ai mở được cả. Đây rồi, bắt tay kéo ngược về, cơ hội là đây rồi, mọi thứ cho mọi người của Xuyên sẽ phải nằm hay chăng đây một cú bốc khá thành công. Cơ hội của T1 đã có, họ đang bắt đầu thiết lập một cái thế để lấy được công trình ở khu vực giữa. Họ đã chờ đợi rất lâu và sự kiên nhẫn này có thể được bù đắp bằng công trình không để Honor nhảy vào, hình như hơi sau nhảy vào trong Faker và lượng máu cứu cánh đã không cứu được Honor. Honor cố gắng lấy được bãi chim nhưng không thành công lắm. T1 đã tìm được một câu trả lời nhất định nhưng nó sẽ cần nhiều hơn nữa. Ít nhất họ có công trình để đi cắm mắt rồi, ít nhất là họ đã giải quyết được vấn đề của một con Nidalee. Khi Xuyên trở lại bản đồ chúng ta thấy rằng cái áp lực của anh ta vẫn là cực kỳ lớn. Tóc biến lên, thủy lo tầm nhiệt, Faker tóc biến bỏ chạy. Xuyên cần một mũi lao đã quăng ra giữ chân Faker lại. Faker đang bị tấn công những cú bóng rất hay của đối thủ. Ê, dịch chuyển à, định mở à, họ định mở. Xuyên có thông tin là bây giờ là quăng mũi lao, bây giờ anh ta phải cấu địa trúng nha. Carrier đang đứng một góc độ, Carrier đang bị tách ra và một mũi lao nữa nó đốt kìa, mặt nạ nó đốt kìa. Người bóng lại đó là Zeus, mũi lao trúng vào người của Zeus. Zeus đang tóc biến lên nhưng ta không nảy nổi, anh ta đang trong dạng phân bào không ai cứu nổi anh ta cả. Mũi lao tiếp theo được quăng ra, Carrier bị kẹt lại đỉnh mà vẫn còn phải được bật lên. Và lại một lần nữa câu chuyện đến từ tầm nhìn nó đang Aron ảnh hưởng. Carrier hấp để che, anh ta bị dính một cú bóng. Eo đang tới băng thường và Carrier sẽ phải nằm xuống của Messi bị dính cú ràng bụng, tóc biến nó bỏ chạy. Mũi lao của Xuyên vẫn đang tiếp tục phát huy được nguồn sức mạnh của nó và Honor cũng như là của Messi phải lùi về Baron cho BLG. Một tình huống mà Faker đã cố gắng để kiểm soát phần rừng của mình nhưng không được,
Bin thấy Kubayashi mở đường sẵn sàng rồi, bị làm chậm, bị dính luôn cả khô máu, mặc dù sử dụng tất cả những cơ thể nhưng Kubayashi vẫn phải nằm xuống. 7-2 cho BLG. 7-2 cho BLG sau một tình huống tăng tốc đột biến đến từ đội tuyển này. Họ có mạng Faker, họ có mạng Kedea, có mạng Zeus và có thêm cả con Baron đấy nữa. Rất hay trong những nỗ lực tấn công đến từ BLG. Chứ chưa có nổi da gà với lại cái cách tốc độ của rất BLG nhanh, rất luôn. Nhanh. Tức là họ mà tăng tốc một cái là bạn không ngờ được, là bạn không biết được là họ tăng tốc vào thời điểm nào. 30 phút 102. Và bây giờ chúng ta nhìn nè, kể cả con Kalista, cái sải tay của nó cũng rất là khó tác động vào Senna. Senna đang đứng một tầm xa, nó bắn ở cái chỗ mà chúng ta nhìn kìa, rất khó cho Zeus có thể nhảy vào được bên trong. Phía bên này Faker đang chờ đợi, họ đang để nhảy vào được. On đã thấy được Kubayashi, Nai giảm nhẹ tên lửa vào người của Faker. Kubayashi bị kẹt lại, bị mất quá nhiều máu và anh ta sẽ phải bốc hơi dựa trên cái cú cánh của mình. Và đây là cú nhảy vào cắn Faker, nằm xuống. Bin hất tung được hai thành viên, Nai nhảy vào tấn công, chiêu khô máu được bật lên và Zeus này bị kẹt lại. Phía bên này hợp chất đứng lại buông ra giữa trên hai thành viên và Xuyên vẫn đang bị tấn công tiếp. El đang tới tóc biến lên bốc hồn hạ cũng được thêm một thành viên nữa. Honor bị mất máu, Honor cố gắng đâm nhưng đâm làm sao nổi, mạng shut down. Và đó là double kill dành cho El, đã mang về thứ vũ khí thượng hạng 102 linh hồn và bây giờ là 113 linh hồn của El. Thì BLG đã tăng tốc thật sự và đó là chiến thắng cho đại diện số 1 của LPL. 3-1 đến từ BLG, 3 ván đấu hủy diệt và họ đã có được một tấm vé để vào chơi trong trận chung kết của nhánh thắng. Họ sẽ đối đầu với Gen Z, một đại diện tiếp theo đến từ khu vực LCK. Một ván thi đấu không thể nào có thể bàn tới về cái đỉnh cao của khả năng macro, đỉnh cao của khả năng đảo đường, đỉnh cao của tất cả những yếu tố. Khoảnh khắc ba cái trụ đầu tiên nó yếu máu như thế là khoảnh khắc BLG chuẩn bị tăng tốc. Và khi ba trụ đó không còn được, họ tăng tốc một tốc độ nó kinh khủng, nó đúng như một chiếc F1 và họ đã cán đích với chiến thắng này. 3-1 dành cho BLG. Rõ ràng là đã có những sự chống trả đến từ bên phía T1, nhưng những lợi thế mà họ đã để mất, chính xác là chẳng có lợi thế nào cả, mà là bên phía BLG những cái lợi thế họ tạo ra lúc đầu là quá nhiều. Họ liên tiếp tìm được vào vị trí của Honor, khiến cho Honor không làm được bất cứ một sự đột biến nào cả ở trong cái ván thi đấu này. Không thể ganh vào On, không thể ganh vào Bin, không khiến cho